Vâng, chào tất cả các bác và các anh chị em trên này nhé. Vâng, thì cửa hàng em chuyên cung cấp tất cả những con dòng áp bãi như thế này, chuyên để phòng chống về điện giật là một, phòng chống thất thoát điện ra ngoài là hai, quá tải trên đường dây là ba. Đấy, còn chiếc này là chuyên để phòng chống những cái vụ cháy nổ điện trong gia đình. Đấy, nó thay thế cho các bác toàn bộ những chiếc áp như thế này các bác nhé. Nó thay thế cho các bác toàn bộ những chiếc áp như thế này. Đấy, một chiếc áp vẫn còn nguyên si luôn, nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, nó thay thế cho chiếc át như thế này, và nó thay thế cho toàn bộ những chiếc cầu dao, những chiếc cầu chì. Đấy, còn con này là chuyên để phòng chống những cháy, vụ cháy nổ, đấy, chập điện. Đấy, thì qua đây video em cũng test luôn cho toàn thể các bác trên này được xem. Đấy, test trên toàn thể cho các bác được xem là những cái vụ chập điện mà những chiếc át không cắt thì các bác cũng đã hiểu là không hiểu chuyện gì trong gia đình nó sẽ xảy ra. Đấy, khi là nó chập điện như thế này. Đấy, các bác nhé. Đấy, tự động chiếc át cắt ngay, là khi chập điện phát tự động chiếc át cắt ngay. Em test lại lần nữa cho toàn thể các bác xem nhé. Đấy, chập điện phát cắt luôn, rất an toàn. Đấy, rất an toàn luôn. Đấy, còn đây nó là một chiếc áp chuyên để phòng chống về điện giật. Đấy, là một, phòng chống thất thoát điện dò ra ngoài là hai, quá tải trên đường dây là ba. Em cũng test trực tiếp như thế này cho toàn thể các bác được nhìn thấy luôn nhá. Em cũng làm một cái video này test trực tiếp luôn cho toàn thể các bác được nhìn thấy là tại sao chúng ta lại phải dùng chiếc áp này để phòng chống trên điện giật trong gia đình. Nó bảo vệ trong toàn bộ đường điện trong gia đình, là từ nồi cơm, siêu nước, bếp từ, bình nóng lạnh, ổ cắm, máy bơm, thập cẩm như này. Không may chúng ta bị điện giật. Đấy, không may chúng ta bị điện giật là phải có chiếc áp như này. Bây giờ các bác phải đi tìm chiếc áp này nó đâu, cái trường hợp bị giật ấy. Mình có nhìn thấy thì em nói tất cả các bác đã đều muộn luôn, tất cả muộn luôn. Em test trực tiếp đây cho các bác nhìn thấy nhá. Đấy, trên một chiếc áp chuyên phòng chống với điện giật, chuyên phòng chống với điện giật như thế này. Đấy, test trực tiếp thế này cho các bác nhìn thấy. Là tự động chiếc áp khi nó giật điện phát cắt luôn. Đấy, tốc độ cắt của nó là 0,1 giây, một giây em nó cắt được 60 lần các bác nhé. Đấy, một giây em nó cắt được 60 lần các bác nhìn rõ này. Đấy, em sẽ test trực tiếp thế này cho các bác nhìn thấy là khi con áp này chống giật phát, khi nó giật phát tự động nó nhảy luôn, các bác nhìn rõ này. Đấy, em sẽ test trực tiếp này để cho các bác nhìn thấy luôn là khi điện giật phát tự động chiếc áp kìa. Đấy, tự động chiếc áp nhỉ các bác nhé. Chúng ta hãy bảo vệ cho gia đình nhà mình và hãy sử dụng những chiếc áp như thế này để bảo vệ trên toàn bộ đường điện trong gia đình, từ nồi cơm, siêu nước, bình nóng lạnh, ổ cắm, máy bơm, tất cả những cái đường điện mà không may chúng ta bị điện giật, tự động chiếc áp này cắt các bác nhé. Tự động chiếc áp này sẽ cắt. Còn chiếc này chuyên để phòng chống những cái vụ chập điện, khi các bác dùng quá tải mà không may đường dây nóng lên chập điện thì tôi cắt ngay lập tức. Đấy, test lại lượt nữa cho các bác nhìn rõ. Quá đẳng cấp luôn các bác nhé.